Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái đầu chuyển gốc. Thì cái đầu chuyển này rất là hay, rất là phù hợp với anh em bên nội thất hay là anh em nào mà hay bấm vít nhiều á. Thì bình thường, ví dụ như một con ốc trên cái mặt phẳng này phía ngoài thì anh em chỉ cần bỏ cái đầu này hoặc bỏ cái đầu tháo vít này, anh em bấm rất là đơn giản, tháo ốc ra, mở ốc tháo ốc ra hoặc là bấm ốc vào rất là đơn giản. Nhưng ngược lại, thì ví dụ như con ốc nó ở phía trong, sau phía trong này, thì anh em không thể nào bỏ cái máy vào trong được, đúng không? Không thể nào bắn được. Thì cái đầu chuyển này sẽ giúp anh em xử lý được cái con ốc phía trong rất là đơn giản nha anh em. Anh em chỉ cần bỏ cái này vào đây, thì anh em bỏ đầu này nè, kẹp cái này lại, thì khi anh em bắn chạy á, nó sẽ chạy cái này. Thì cái đầu phía trên này anh em muốn bỏ mũi tháo vít hay là cái đầu mở đầu khẩu này đó, thì đều được hết nha anh em. Mình đổi hướng thì nó vẫn đổi luôn nha anh em đó. Thì anh em muốn tháo ốc phía trong á, anh em chỉ cần canh thôi, anh em cố định tay phía trong này rồi anh em bắn là được thôi. Thì cái đầu chuyển này mình có bắn hai loại nha anh em, một loại ngắn này và một loại dài này. Thì anh em nào có nhu cầu á thì mình có để đường link dưới phần mô tả của video, anh em kích vào đó mua có loại ngắn và loại dài, mình có để luôn hai link, hoặc anh em liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình này, mình sẽ giao hàng cho anh em. Thì cái loại ngắn này á, mình sẽ đo cho anh em xem, bề ngang của nó thì tầm khoảng 3 phân nha anh em, bề dài của nó thì tầm khoảng 6 phân. Thì bề ngang cái này cũng như thế, nhưng mà độ dài của cái này thì nó dài hơn nha anh em, dài của này thì tầm khoảng 14 phân nha anh em. Cái này á, anh em có thể tháo này ra được, cái này là cầm để định đảo hướng, ví dụ anh em cố định xong, anh em muốn bắn cái đầu nào thì anh em qua sai thôi, còn anh em muốn tháo ra cũng được, anh em có thể cầm đây sai luôn vẫn được, cái này vẫn thế nha anh em. Thì nó có thể, đây là cái chui lục giác, chui 6.3 nha anh em, mình sẽ đo cho anh em xem. Chui 6.3, chính xác là 6.3 nha anh em. Thì anh em có thể dùng cho mũi tháo vít chui lục giác này, anh em bỏ vào thôi đó. Khi anh em bắn chạy thì nó sẽ chạy, hoặc cái đầu mở ốc, đầu mở piston như này đó, thì anh em cũng dùng được luôn. Cái loại đầu ba cây này á, thì có rất là nhiều loại, loại ngắn hơn cái này vẫn có, hoặc dài hơn cái này cũng có, anh em chỉ cần mua chui lục giác là anh em sẽ dùng được. Còn ví dụ như cái lục của anh em nó dài quá, anh em bỏ vào nó sẽ vướng víu á, thì anh em có thể cắt đứt đầu cây mũi ba cây này ra, rồi anh em bỏ vào dùng bình thường không có gì hết. Đầu chuyển mà chui lục giác này á, thì anh em có thể dùng cho hai cái loại đầu máy khoan, ba cái loại đầu máy khoan này, cái đầu kẹp măng ranh này, hoặc cái đầu bu lông kim lục giác này, hoặc cái đầu máy bấm vít. Máy bấm vít có chốt giữ anh em, thì kẹp cái đầu măng ranh này anh em chỉ cần bỏ vào thôi, anh em siết lại còn máy mà có chui lục giác này thì anh em chỉ cần bỏ vào thôi. Do cái đầu này đầu bu lông kim lục giác này nó sẽ không có cái chốt giữ, nhưng mà cái chui này nó thiết kế chui lục giác có chốt giữ nha anh em bỏ vào máy bấm vít á, thì nó sẽ có cái chốt giữ lại, nó sẽ không có rớt, khi anh em bắn nó sẽ không có rớt ra ngoài. Cái này rất là tiện cho anh em nào mà hơi bấm vít những cái góc hẹp, những cái góc bỏ cái đầu con vào không được á. Sản phẩm thì chỉ anh em chỉ mua thì chỉ có một cái đầu thôi nha anh em. Anh em mua đầu ngắn thì anh em chọn cái đầu ngắn, còn anh em mua đầu dài thì sẽ có link cái đầu dài ở phía dưới, chứ không có kèm cái mũi tháo vít này nha anh em. Anh em cần mình review món nào thì cứ bình luận dưới phần mô tả, mình sẽ review cho anh em xem. Cảm ơn anh em đã xem hết video, tạm biệt anh em.